Dạ, Nguyên xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị đang xem video của Quách Nguyên nha. Dạ, quý ông bà cô chú anh chị ơi, thì hiện tại là Quách Nguyên với lại là đứa em, thì đứa em Mỹ tên là Mỹ nha cô chú anh chị. Dạ, Nguyên thì kêu Út Mỹ không à. Thì hai anh em là đang trên đường chạy đi xuống huyện Gò Công ha cô chú anh chị. Nãy giờ hai anh em là thức 3 giờ mà đang hoay thay đồ rồi xong chuẩn bị đồ này kia chạy ra đây thì gần 4 giờ rồi cô chú anh chị, nên tranh thủ giọt sớm cô chú anh chị ơi, để khỏi trời nắng nóng có chạy đi đường xa mệt đuối đấy. Giờ hai anh em là cứ phắn đi thôi, không xui đồ đạc hết rồi, gần ngày thì rút kinh nghiệm không có quên cái gì hết trơn á, đầy đủ hết rồi. Giờ cứ bật bản đồ lên là chạy nha cô chú anh chị, tới tận 90 mấy cây được, 2 tiếng rưỡi cơ. Nguyên muốn đi sớm, thứ nhất là mình đi nó mát nè, thứ hai là ghé được chỗ này chỗ kia để mà mình quay ha. Nguyên sẽ làm một cái vlog cho cô chú anh chị xem nha. Hiện tại là Nguyên đang chạy ra cái tiếng cổng 11 nè, dòng xe cổng 11 nè. Cũng là lần đầu tiên mà đứa em của Nguyên á trải nghiệm đi cùng với Nguyên là đi xa đó cô chú chị, chứ hồi trước giờ xe máy dạng như là ở nhà không à, ở nhà dưới quê thì đâu có đi xa như là như Nguyên đâu. Đấy, Nguyên á thì đi khá là nhiều nơi rồi, đi vòng 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 các tỉnh ở miền Tây mình này, là phải nói Nguyên đi tầm 1-2 giờ sáng, có khi cũng đi khoảng tầm 9-10 giờ đấy, là đi toàn ban đêm hôm không à, mình đi vậy nó mát với lại là vắng xe. Thì lần này Nguyên cũng dắt Út Mỹ theo để đi rồi trải nghiệm, rồi từ từ Nguyên còn dạy cho cái cách thức coi phim, rồi dạy nói chung là đang truyền nghề YouTube đó rồi chú anh chị. Giờ thì em thấy lên ở cùng với Quách Nguyên, Nguyên đang hỗ trợ
công là mình đi qua cái cầu này nha cô chú chị, đã quá trời luôn. Hiện tại là Quế Nguyên đang có mặt tại sân vận động ở huyện Gò Công Tây nha cô chú anh chị. Dạ thì sáng giờ cũng như là hồi tối mình có chia sẻ trên đường live, sáng giờ 3 giờ mấy là hai anh em phắn đi rồi cô chú anh chị. Dạ thì lộ tô mọ cũng tới sân vận động rồi. Thì nãy giờ cũng ngồi ở đây dạng như là cũng chiêm ngưỡng vòng vòng. Dạ giờ Nguyên like chia sẻ tí xíu cái xíu xuống like rồi đi tranh thủ đi ăn cô chú anh chị. Dạ đi ăn đi uống rồi cái kiếm chỗ nghỉ ngơi rồi kiếm chỗ quay tiếp nha cô chú anh chị. Dạ thì lâu lâu về quê em Cường mà phải tranh thủ dạng như dành nguyên một ngày luôn, dành nguyên một ngày để mà tung hoành luôn. Đi vòng vòng cô chú anh chị. Nguyên hiện tại Nguyên đang có mặt tại sân vận động ha, nhất là mình lia bên đây đi, mình lia dài qua đi. Nguyên cái sân vận động là to đùng luôn. Đấy, hồi nãy cái máy quay 360 nó hết pin rồi nên Nguyên đang sạc ở chỗ đó kìa. Nguyên đang sạc á. Không thôi là quay lại cho cô chú anh chị xem rồi. Giờ cầm livestream luôn. Thì ở bên đoàn là người ta đang làm dựng hết này nha cô chú anh chị. Đấy, người ta dựng lên hết nè. Đó, lên sân khấu rồi ha. Có thể tí xíu nữa người ta sẽ vô người ta làm á. Đấy, Nguyên đi sớm nhỉ. Dạ Nguyên search một phát một là sân vận động huyện Gò Công cái là chỉ Nguyên vô tới trong này luôn. Bây giờ Nguyên sẽ đi gảo hơn kia cái nha cô chú anh chị. Dạ to lắm cô chú anh chị, to đùng mà. Nguyên đi từ mấy giờ mà đến nơi sớm vậy? Dạ Nguyên đi từ 3 giờ mấy à. Wow, quá đã nha. À, nhà tập luyện thể thao huyện Gò Công Tây nè. Đó. Ồ, mà cái điều ngạc nhiên nhất là khi mà Nguyên vô trong cái khu vực chỗ huyện Gò Công Tây nè, Nguyên thấy nha, rất là nhiều nhà yến nha cô chú anh chị. Hình như ở khu vực chỗ này là chuyên về yến luôn á. À, là kiểu như là ai cũng nuôi yến, nhà nuôi yến nè. Quách Nguyên có đi ngang Cần Duộc không? Ngang Cần Duộc không hả? Hình như có thì phải á. Hay cũng có mấy chú chạy ra chạy vô nhiều lắm cô chú anh chị. Tranh thủ đi thăm quê idol đi Quách Nguyên. Dạ một xíu nữa Nguyên sẽ đi nha, xíu Nguyên sẽ đi. Nguyên xin chào cô Vương Hạ, mới sáng mà nắng dữ nhỉ. Dạ mới sáng mà nắng chói chang vậy nè. Đây, nói chung là nhìn rất là hoành tráng ha, đã che gạp hết rồi. Ở đây là không gian rộng luôn, ở bên ngoài vào đây xem là thoải mái luôn cô chú anh chị. Đấy, ôi trời ơi, tới công chuyện. tối nay là xí xí mấy cái chỗ này nè.
Hồng Nguyên thì không có lợi gần ha cô chú anh chị, tại vì thiết bị đồ đạc của bên chương trình là còn ở đó nha, Hồng Nguyên không có lợi gần nha. Dạ, Nguyên xin chào cô Phạm Thị Thùy Linh, Nguyên xin chào chị Cherry Lê, rồi công Út Cường. Dạ, chào Út Nguyên, trúng bói bói đi sớm thế. Dạ cô Hải Tạ. Dạ Nguyên xin chào chị có nít Đài Loan. Hello, hello cô chú anh chị. Đấy, khu vực quá trời đông, đông mấy con én nó bay. Đi vô cái đường này nha cô chú anh chị, cái đường mà hướng dẫn đi vô chỗ này nè. Ôi đi đường lộ đã dữ trời luôn á. Giờ không biết review làm sao ta. Giờ không biết review làm sao luôn cô chú. Tại giờ vô đây thì cũng chưa có cái gì hết trơn. Không có cái bottle, không có cái gì hết trơn nên là không biết review cái gì luôn. Đau đầu quá. Không có ai để hỏi luôn. Giờ này chỉ có thấy là chỗ người ta đang làm vậy thôi, người ta chưa làm xong á cô chú anh chị. Dạ. Đường ở đâu rộng quá mà vắng hả Quách Nguyên? Đường ở đây rộng quá mà vắng hả Quách Nguyên? Dạ đúng rồi cô Phạm Thị Lưu. Đường tuy vắng nhưng mà rộng nha, đẹp lắm. Ở Gò Công lộ rộng đẹp ghê. Dạ. Một xíu Nguyên đăng cái video kia còn đã nữa. Thức đêm chạy mắt đỏ hoe hết trơn rồi nè. Hello, hello cả nhà. Đấy, giờ Quách Nguyên là đến là check in sớm nha. Giờ sân vậy không đủ chứa người dân huyện và đại gia đình rồi hi hi. Ôi ôi sân rộng lắm. Sân to đùng luôn á cô. Đây nè, nhìn nó vậy thấy rộng dữ trời lắm cô chú anh chị ơi. Lúc ngoài kia kìa phải chạy xe máy á. Ok, Nguyên quay sơ lược cho cô chú anh chị xem ha. Giờ Nguyên đi gạo ra ngoài kiếm quán nào đó mình ngồi ăn sáng. Ngồi ăn sáng xong rồi cái sao ta, cái tiến triển vô là kiếm quán võng nào đó rồi uống cà phê nằm nghỉ một xíu cô chú anh chị, chứ cũng buồn ngủ đó. Tại vì đi sớm. Mà tối giờ nôn nao quá đâu có ngủ đâu. Dạ. Nay có một mụn nữa. Đeo khẩu trang nha. Ngại. Đây, đi sắp xếp đồ đi em. Đi đồ nghiệp. Đợt này hồi trước giờ không đi xa nên đợt này anh Thành cho đi xa một bữa cho biết. Giờ hai anh em mình chạy gạo ra ngoài kia kiếm gì ăn đi. Kiếm gì ăn không, ăn uống cái nằm nghỉ ngơi thôi, hồi đi tiếp. Dạ, đi quay tiếp nha cô chú anh chị.